bồ kết, tên khác, bồ kép, chùm kết, tạo rác, phắc kết, co kết, bộ phận dùng, quả chín thu hoạch vào tháng 10, tháng 11, loại bỏ tạp chất, rửa sạch phơi khô, khi dùng giã nát, quả dài hơi dẹt và cong, dài 5 đến 11 cm, rộng 0,7 đến 1,5 cm, mặt ngoài màu nâu đen, chất cứng, giòn, dễ bẻ gãy, mặt bẻ màu vàng, gai ở thân và cành, đã phơi hay sấy khô. Gai nguyên vẹn thường phân nhánh, chừng 2 đến 7 cái, sắp xếp thành hình xoắn ốc. Các gai trên thường nhỏ, dài 1 đến 2 cm. Các gai dưới to dần, có thể dài 10 đến 15 cm. Mặt ngoài nhẵn, nâu sẫm hay nâu xám. Chất cứng rắn, khó bẻ. Hạt bồ kết, lấy từ quả bồ kết chín đã phơi hay sấy khô. Tính vị công năng, quả bồ kết có vị cay, mặn, tính ôn, có tác dụng thông khiếu, khử đầm, tiêu thủng, có tiểu độc hạt bồ kết có vị cay tính ôn có tác dụng nhuận táo thông đại tiện bí kết tiêu độc gai bồ kết có vị cay tính ôn có tiểu độc có tác dụng tiêu thủng bài nùng sát trùng hư phong công dụng ở việt nam nhân dân dùng quả bồ kết ngâm hoặc nấu nước gội đầu làm sạch gầu trơn tóc và dùng giặt quần áo len dạ lụa có màu không bị hoen ố và không phai màu trong y học hiện đại một số bệnh viện đã dùng bồ kết để chữa bí đại trung tiện sau khi mổ, tắc ruột, dùng cho cả trẻ em và người lớn. Cách dùng, lấy một phần tư quả nướng thật vàng, bỏ hạt, tán thành bột mịn, chấm bột đó vào đầu canulen, đưa sâu vào hậu môn 3-4cm. Làm như vậy 3-4 lần, sau 3-5 phút, bệnh nhân đánh trung tiện và thông đại tiện. Quả bồ kết còn được dùng trong các trường hợp trúng phong, hôn mê bất tỉnh, cấm khẩu, hen xuyến, mụn nhọt, viêm tuyến vú, đau nhức răng hạt bồ kết chữa đại tiện táo kết lị mạn tính ỉa mót sặn lao hạch ung độc liều dùng 4,5 đến 9 g trên ngày sắc nước uống hoặc dùng dạng hoàn tán gai bồ kết chữa mụn nhọt tuyến vú sưng đau kiêng kỵ phụ nữ có thai không được dùng bồ kết bài thuốc có bồ kết một chữa trúng phong cấm khẩu hôn mê bất tỉnh quả bồ kết phối hợp với bạc hà mỗi thứ lượng bằng nhau tán thành bột mịn thổi bột đó vào mũi để gây hắt hơi và làm bệnh nhân tỉnh lại. 2. Chữa hen xuyến, ho nhiều đầm, thở khò khè. Quả bồ kết 1 g, quế chi 1 g, đại táo 4 g, cam thảo 2 g, sinh khương 1 g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. 3. Chữa sâu răng, nhức răng. Quả bồ kết tán nhỏ đắp vào chân răng, hễ chảy nước miếng thì nhổ đi không được nuốt. Hoặc dùng quả bồ kết đốt tồn tính xỉa vào chân răng. 4. Chữa kết lị, ỉa mốt dặn. Hạt bồ kết chỉ sáp lượng bằng nhau, sao vàng tán thành bột, trộn với hồ nếp, làm thành viên bằng hạt ngô. Ngày uống 10-20 viên với nước chè đặc. 5. Chữa mụn nhọt. Gai bồ kết phối hợp với kim ngân hoa, cam thảo mỗi thứ 2-8g sắc nước uống. Đồng thời lấy gai bồ kết, quả bồ hòn đốt thành than, tán thành bột mịn trộn với bổ hóng bếp và nhựa thông, vết vào giấy bản làm cao dán. 6. Chữa sưng vú phụ nữ Gai bồ kết đốt tồn tính 40g, bạng phấn 4g, hai vị tán thành bột, trộn đều mỗi lần uống 4g. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác